thì cả nhà cũng hiểu quê Thái thì những người đam mê người ta mới mua, người ta thích ta mới mua ha. Chứ đa số là những người có tiền ở cả nhà, có tiền người ta thích sở hữu cái hàng độc, hàng Thái đó, thì nó qua một lần thì nó hết đó cả nhà, nên không có còn mãi ha. Nên những người có tiền người ta thích săn những cái hàng như vậy nè. Xin chào cả nhà nhá, xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà thì mình đến cửa hàng, mình quay cái chiếc quay Thái 125 phiên bản 2022 nha cả nhà. Thì hôm nay còn một em mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Rồi năm mới mình xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe ha, và làm đâu đặng đó ha, gia đình hạnh phúc nha. Rồi đây, đây là nhân vật chính hôm nay ha. Đó, thì mình chia sẻ em đó, còn có một em à, thì mình làm clip này mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đó, phiên bản 2022 đó, một chút mình sẽ báo cái giá, báo cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo luôn nha. Rồi thì em nó để trong kho cả nhà, để trong kho cả nhà, thấy bụi quá trời luôn nè. Nè mình quẹt cái cả nhà thấy rất là nhiều bụi ha, cả nhà thông cảm cho mình nha. Rồi thì mình quay một vòng cho cả nhà xem. Em nó rất là đẹp, cái màu đen này á, màu đen đen đỏ này á, thì tương tự như cái màu trắng đỏ cả nhà, nhưng mà màu trắng đỏ thì đã hết rồi ha. Thì màu đen đỏ này thì sắp sửa tuyệt chủng luôn. Nó bây giờ mình còn một em mà mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng biết ha, cùng tham khảo. Nếu mà ai mà yêu thích cái dòng quay Thái này á, thì hãy nhanh tay liên hệ mình nha. Rồi thì mình quay một vòng ở đó, mình chia sẻ để cả nhà mình cùng nắm ha. Nè, thì phiên bản 2022 thì cả nhà biết cái lốc máy nó giống như chiếc Future của Honda Việt Nam mình đó cả nhà ha. Nó cái lốc nó to nè, thì cái mặt đồng hồ em nó thì rất là giống chiếc Future, nó liền lạc, nó rất là đẹp ha. Nè, yên màu đỏ. Thì còn bụi quá, bụi quá cả nhà ha. Rồi thì chiếc quay Thái này thì giờ mấy năm trước á, thì nó còn nhiều nha cả nhà, nhưng mà bây giờ thì nó lại ít ha, nó thuộc về hàng hiếm ha. Đó, còn có một em một duy nhất luôn. Thì hôm nay mình làm clip này mình chia sẻ để anh em nào mà có anh em chú bác nào ha, mà có mê cái dòng quay Thái phiên bản 2022 này á, thì hãy nhanh tay liên hệ số điện thoại mình nha. Rồi với phần video mà thấy cả nhà thích video á, thì hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, và cho mình xin một like. Nếu video hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nè, cả nhà thấy cái lốc máy của quay Thái phiên bản 2022 không? Đó, cái màu đen nè, cái lốc nó to giống như Future. Nhìn cái xe mình nó rất là liền lạc ha. Đó, nó liền lạc, bụi quá trời luôn cả nhà. Nè, nhà thấy bụi ha, chưa có rửa. Cả nhà rửa lên một cái nhìn nó đã lắm, tê lắm. Rồi thì cái phiên bản 2022 thì cái phuộc nó phuộc inox nha cả nhà, inox ha. Còn phiên bản 2023 nè, cả nhà thấy cái phuộc nè, đây phuộc nhỏ xíu à ha, nhưng mà lại là phuộc sơn. Rồi thì đây em nói đây, mâm 5 cây phuộc xi đó, cả nhà thấy cái gấp bạc rất là đẹp nha. Đó, phanh tăng chống ha, còn gọi là phanh đùm thắng bố ha. Rồi rất là ok luôn. Đây. Thì xe để trong kho cả nhà, để lâu quá mình không có dẫn tới dẫn lui, nó hơi bị rít á, rít ở trong cái bố á, cái bố đùm á ha, bố thắng á ha. Rồi nhà thấy cái cản màu đen nè, cản màu đen bóng ha, rất là tuyệt vời luôn nè. Màu đen bóng thì cả nhà biết nó rất là men lì mà nó sang lắm, nó sang. Cái nhà rửa sạch ha, chạy sạch sẽ nó sang lắm cả nhà ha. Rồi thì cái ốp đầu màu đỏ nè, phiên bản 2022 thì nó có cái ốp đầu màu đỏ ha, ốp đầu màu đỏ, cái ốp lườn cũng màu đỏ luôn đó. Rồi cái ốp lườn thì màu đỏ, đỏ phần nửa màu đỏ, đỏ tươi đó, phần nửa màu đỏ sậm, đỏ sậm nhưng mà nó làm nhám ha, nè, bên bóng mình nhám. Rồi thì cái nhà cũng biết là quay Thái 2022 thì bây giờ còn rất là ít nó, thì mình chia sẻ ha, chia sẻ cho cả nhà mình có xe gì mà độc hiếm ha, mà xe mới nha, đặc biệt kênh mình làm xe mới nha cả nhà.
dưới xe đã qua sử dụng mà chạy lướt ha, chạy ít thôi mình mới chia sẻ lên để cả nhà mình cũng biết ha. Đó. Những anh em nào mà đam mê những chiếc xe, ví dụ như Exeter nè, Exeter máy Thái rồi đó ha. Đó, thì mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng cùng biết, cùng tham khảo. Nếu mà anh em thích thì hãy liên hệ nha. Rồi. Thì cái yên quay Thái cả nhà. Nè, rất là mềm ha. Rất là to bản luôn. Rất là tuyệt vời. Nè, cả nhà nhìn cái góc em nó nè. Cái góc có tem chữ Thái nè ha, tem chữ Thái nè, ốc bảy màu nè. Đó, mấy ốc bảy màu cả nhà nhìn thấy cái góc thấy tê ha. Nhìn nó búng cái keng keng. Đó. Rồi. Thì mình xin cập nhật cái giá ha. À quên đó, cho cả nhà xem nhãn năng lượng trước đi. Xem nhãn năng lượng trước đi ha. Nè. Cái nhãn năng lượng của đời này là cái đời trước nha cả nhà. Cái đời trước nha. Đời trước thì cái nhãn năng lượng nữa nè. Cái màu xanh này nè ha. Đó, màu xanh đen đen đậm đậm nè. Thì cái nhãn đường quy thấy là 125 phiên bản 2022 là 1.533. Đó. Tức là 1 lít gữ lẻ 33 ha. Đó. Thì chưa được 1 lít chưa được 1 lít 6 ha. Đó. Cũng rất là ok. Nè, quay thấy nè, đĩa nè, cả nhà thấy. Đĩa rất là tê ha. Ốc 7 màu lên 7 màu nè. Mấy ốc này cả nhà rửa dầu hôi nó lên rất là đẹp luôn, lên vàng ngính luôn ha. Toàn ốc 7 màu không, dưới này nữa. Thì mâm nó là mâm mâm nhám nha cả nhà, mâm đen nhám. Nó. Nè, cho cả nhà xem cái đầu bò của quy thái 2022 nè. Cả nhà nhìn thấy bốn ốc đầu bò ha. Nhìn nó lên cái màu vàng vàng á, cái màu vàng mà vàng giống như bảy màu cả nhà, rất là đẹp. Cả nhà rửa mấy ốc đó là nó sáng hoài luôn đó. Rất là tuyệt. Còn cái cổ bô ha, cả nhà cổ bô. Cái cổ bô thì nó nằm tuốt ở dưới cả nhà. Nằm tuốt ở dưới mà nó có cái dòng rất là dài ra ha. Thì mấy cái gờ qua cái mấy cái gờ mình cũng cẩn thận cái cổ bô này ha, tại vì nó thấp quá. Đó. Nhưng mà phiên bản 2023 thì lại cao nha cả nhà. Đây. Để cho cả nhà xem cái phiên bản 2023 cổ bô nó cao lên ha. À. Đó. Phiên bản 2023 cái đầu bò nó nhỏ nhưng mà cổ bô đã làm cao lên hết cả nhà, cao lên, ngắn lại mà nó to ha. Rồi. Rồi. Thì mình không để cả nhà phải chờ lâu ha, chờ để lâu ha. Trời ơi, bóp thắng thì rắc rắc cả nhà. Nè, cả nhà thấy không? Trời ơi, rất là đã luôn nha. Đó. Nè, cho cả nhà xem lại cái dàn đầu của nó cái nữa đi ha. Trời ơi, nó tê. Tê tái. Rồi. Thì mình xin vô cái giá luôn. Cái giá của MV Thái phiên bản 2022. Màu đen yên đỏ đó, màu đen bóng nha cả nhà. Thì cái giá mới nhất đó, tại cửa hàng là cái giá em nói là cái giá nó thì đã bao gồm VAT nha, cái giá này đã bao gồm VAT. Thì giá xe nha cả nhà, không có phí biển số ha, cái nhà mua về nhà tự làm phí biển số ha. Cái giá này đã bao gồm VAT thôi. Thì cái giá này nó hơi cao nha cả nhà, mong cả nhà cũng hiểu ha. Tại vì còn có một em duy nhất. Em duy nhất luôn. Đó. Nên cả nhà biết cái hàng hiếm thì cái giá nó lúc nào cũng phải cao ha, cao hơn cái hàng mà nó còn nhiều ha. Rồi. Thì em nó có cái giá là mình nói cái giá này là giá xe đã có VAT. Thì cái giá em nói là 90 triệu nha cả nhà. 90 triệu ha. Đó, cả nhà thấy ghê chưa? Giá em nó 90 triệu. Đó. Nhưng mà 90 triệu đối với những người mà người ta dư giả thì cũng chẳng là gì nha cả nhà. Ta chỉ cần đồ mà đồ độc, đồ hiếm thôi ha. Chứ 90 triệu mà đối với những người mà có thu nhập ít một chút á thì gọi là cao ha cả nhà. Thì hôm nay mình làm cái clip này mình chia sẻ để cả nhà mình cùng biết ha, cùng tham khảo. Rồi, nhiều khi các bạn á nhảy vô comment bình luận á, nhiều thấy mình nghe cũng không có im nha cả nhà, không ngon, không hay. Nên mình cũng thả tim luôn, tại vì các bạn mà có công bình luận thì mình cũng có cái tấm lòng để mình thả tim cả nhà ha. Cả nhà chửi mình cũng thả tim nữa cả nhà ha. Đó, thì mình nói cho cả nhà hiểu. Thì cái gì mình trước khi mình nói mình phải suy nghĩ cho kỹ ha.
phải mình đặt cái trường hợp của mình vô trường hợp người ta mình hả nói ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì mình nói vậy chứ mình không có gì hết cả nhà. Thì mình làm clip á, mình chia sẻ. Thì mình cả nhà cứ thích kênh mình thì cho mình có đăng ký đi ha. Mình có cầu mình quay cho cả nhà xem, cả nhà cứ ở nhà đi ha. Rồi, thì video mình làm tới đây xin kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Hôm nay mình xin chúc cả nhà đầu năm mới bằng ăn phát đạt nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.